365 ngày với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày thứ 10. Cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ. Chuyện về cậu bé Samuel phục vụ trong đền thờ dưới sự hướng dẫn của thầy Eli. Một ngày, cả hai người đang ngủ. Thầy Eli ngủ ở nhà, còn cậu Samuel ngủ trong đền thờ, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Một điều lạ lùng đã xảy ra. Tiếng kêu từ trời cao vẳng tới, Thiên Chúa gọi Samuel. Cậu bé ngoan ngoãn, mắt nhắm mắt mở và thưa: "Dạ, con đây." Tưởng là tiếng gọi của thầy Eli, cậu trỗi dậy và chạy đến và thưa: "Dạ, con đây, thầy gọi con." Thầy Eli đâu có gọi. Ông bảo cậu: "Thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi." Về lại nhà, cậu bé Samuel đi ngủ và lại nghe tiếng gọi lần thứ hai. Cậu lại ngoan ngoãn chạy đến với thầy. Nhưng ông Eli không gọi và bảo cậu về ngủ. Lần thứ ba, tiếng gọi lại đến với cậu và cậu lại chạy đến với thầy mình. Lần này, thầy Eli biết đó là tiếng gọi của Thiên Chúa, nên ông dặn cậu bé Samuel: "Khi nghe tiếng Chúa gọi lần nữa, thì hãy đáp: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời." Đúng thật, Chúa đã gọi Samuel lần thứ tư và cậu đã thưa lại với Chúa như lời thầy Eli dặn. Câu chuyện thật đẹp này gợi lên một thái độ sẵn sàng của con cái Chúa trước tiếng gọi của Chúa, trước lời kêu mời của Chúa và trước thánh ý Chúa. Đó cũng là lòng quảng đại của những tâm hồn công chính luôn thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa." Nghe và làm là con đường dẫn từ tai đến tay. Con đường này sẽ rất dài với những ai không có lòng quảng đại với Chúa. Con đường này sẽ thật ngắn với những tâm hồn quảng đại ngoan ngùi trước Chúa. Họ xây dựng đời sống của họ trên nền tảng của lời Chúa. Họ nghe và đón nhận lời Chúa vào trái tim và giơ tay ra thực hành. Thánh tiến sĩ hội thánh người Tây Ban Nha, Thánh Gioan Thành Avila nói rằng: "Để đức tin vào Chúa Kitô trở thành nền tảng cho đời sống chúng ta thì cần có hai điều quan trọng sau. Chúng ta cần phải lắng nghe các sứ điệp của lời Chúa và sau đó ứng dụng lời Chúa dạy trong đời sống thường ngày." Lạy Chúa, xin giúp chúng con bắt chước ngôn sứ Samuel, luôn sẵn sàng quảng đại thưa Chúa. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.
Chúa có lời ban sự sống đời đời. Xin cho lời thưa này phát xuất từ tâm hồn chân thành của chúng con, để con thật sự tập sống theo lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa mỗi ngày thêm rõ hơn, thêm nhiều hơn. Lạy Thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Trong ba khoảnh khắc của ngày sống, sáng, trưa và tối, mời bạn cầu nguyện với lời của ngôn sứ Samuel. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Trong ngày sống, ta chú tâm tập sống theo thánh ý Chúa bao nhiêu có thể. Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàn đắng cay, chán muôn lối vì con biết rất hay thương xót nhân từ, hay xót thương con hèn. Nên náu thân bên Chúa nhân từ, xin Ngài khâng thương tình. Hồn con vương vấn giữa hố tội lỗi bao phen, gắng sức tìm vươn lên mãi nhưng vẫn chẳng thay đổi thay. Nguyện xin đỡ nâng bằng muôn phúc ân, đỡ nâng tâm thân luôn hèn yêu. Lạy Chúa xin hãy dẫn đưa hồn con phút này đến náu thân bên Ngài. Bao tháng năm phiêu lãng hoang đàn đắng cay, chán muôn lối vì con biết rất hay thương xót nhân từ, hay xót thương con hèn. Đến náu thân bên Chúa nhân từ, xin Ngài khâng thương tình. Khát khao ngày đêm
xin Chúa thương tha tội lỗi tôi xuân, xin lấy tình yêu của Chúa đói đến mà xót thương con. Nguyện xin nhớ lại tình thương của Ngài từ muôn muôn đời mãi thành tín. Khương thương.